Đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc Corona vì cuộc sống cho muôn nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra, vì những cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày đi là xung kích, thề quyết thắng đại dịch. Chung một bài ca, mọi người khi đi xa nên đề phòng cho chính ta, nhớ không trang ta mang đi lời yên ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần giờ ký đôi tay, ai cũng vì cộng đồng không nên nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày đi là xung kích, ngày quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Trước tình hình dịch bệnh Covid đang diễn ra toàn cầu, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau chống lại dịch bệnh Corona. Đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc Corona vì cuộc sống cho muôn nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra, nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày nghi là xung kích, để quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta, nhớ không quan ta mang đi lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần giữ kỹ đôi tay, ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày đi là xung kích, để quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Đánh giặc Corona, vì hạnh phúc chúng ta. Đánh giặc Corona,